3 trắng 1 lốp. Được chưa? 3 trắng 1 lốp. Cũng có khả năng việt tứ. Ui, may thế. May mà đánh 1 lốp rồi đấy. Đấy, tại vì mình đã lên là hơn lên số 4 mình bắt đầu, có định bắt đầu rồi anh em. Thấy không? Cực kỳ là dễ thôi anh em ơi. À, nên là rồi, nên là mọi người thoải mái thôi nha. Đấy, còn bạn nào mà muốn chơi thử trải nghiệm ở game này của mình thì nhớ để cho mình xin like, một đăng ký kênh, follow kênh nhá. Có yêu cầu về làm về game gì hay muốn hút đổi thưởng game gì thì mình